Đây là giấy tờ giả và tiền mặt. Tôi chỉ giúp ông như vậy thôi. Nhiều hơn nữa tôi không giúp được ông đâu. Được rồi, bà sẽ trốn qua Campuchia trước, rồi từ từ tính tiếp. Cảm ơn con Đan Thanh. Cảm ơn con đã giúp bà. Nếu như không có con thì... Tôi không có được hạnh phúc thì lý do gì các người có được? Jimmy và Nhã Lan có một cuộc hẹn ở bìa rừng vào sáng mai mà không chịu tới công ty làm việc. Tôi mong anh hãy khuyên bảo cổ, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đó. Ba. Nhã Lan, cuối cùng ba cũng gặp được con rồi. Bà nên đầu thú đi ba. Nhã Lan. Ông Tấn. Sao con kêu đến tới đây? Ba, anh Quỳ. Ông đừng có trốn nữa, đi ra đầu thú đi. Không, tao thà chết chứ tao không ở tù. Buông ra. Hôm nay tôi phải đưa ông về. Buông ra. Anh Quỳ. Buông ra. Anh ơi, đừng mà anh. Anh Quỳ. Ba. Mặt trời mùa đông. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion.